chung xe này đi rất là tiện và tiện lợi, rất là tiện lợi trong khu vực nội ô. Nếu mà chúng ta xây dựng cái đường xá rất là rộng, cái đường xá rộng thì xe sẽ rất là tiện, có thể chuyên chở được khối lượng hành khách rất là lớn và tiện lợi, không bị trễ giờ.